Thưa quý vị, hòa trong dòng chảy tri ân tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Tuổi Trẻ Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều hoạt động, nhiều phần việc thiết thực với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại các huyện, thị thành đoàn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng loạt tổ chức hàng loạt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí tưởng nhớ tri ân của những ngày tháng 7, hơn 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động Ngày Chủ Nhật Xanh đợt 3 năm 2023 với chủ đề Tuổi Trẻ Bà Rịa Sáng Tạo, Phát Huy Tiềm Năng, Tình Nguyện Vì Cuộc Sống Cộng Đồng do Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Bà Rịa tổ chức tại địa đạo Long Phước, một công trình quân sự minh chứng cho nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân và dân miền Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Là nơi bám trụ đánh địch kiên cường của lực lượng cách mạng, góp phần giữ vững căn cứ hoạt động của khu ủy và các cơ quan đảng, chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở lúc bấy giờ. Tại đây, các cán bộ đoàn viên thanh niên cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ cha anh, thực hiện các phần việc vệ sinh, tôn tạo, trang hoàng khu di tích. Cũng trong chương trình, đoàn đến thăm hỏi, khám bệnh, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng tại ấp Đông, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Tại đây, các bạn thanh niên thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện mẹ Lưỡng kể và trò chuyện cùng mẹ trong không khí ấm áp, thân tình. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng như là Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố có tổ chức cái chuỗi hoạt động để hưởng ứng các cái sự kiện trên về cái ý nghĩa mà của Tuổi Trẻ thành phố để phát huy trong cái dịp này, thì nhằm thể hiện cái tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Tuổi Trẻ thành phố trong cái tinh thần là nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với những gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng cũng như là những người có công trên địa bàn thành phố. Đây là một cái hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa. Thì cái hoạt động này giúp cho đoàn viên thanh niên thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Ngoài ra thì qua cái hoạt động này thì cũng tuyên truyền cho cái đoàn viên thanh niên không những của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mà của địa phương về xây dựng cái nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa xanh sạch đẹp để chăm lo cái đời sống cho cái gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ. Với Tuổi Trẻ huyện Đất Đỏ, trong thời gian qua và dịp này đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa hướng về cội nguồn. Từ sáng sớm, các bạn trẻ đã có mặt ở nhà bà Phạm Thị Cẩm, 86 tuổi, em của liệt sĩ và là con của mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Thép ở tổ 13, ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Trong căn nhà nhỏ, tiếng nói cười rộn ràng và không khí ấm áp, thân tình lan tỏa. Vui nhiều lắm con ơi, vui mà tao cầm ngừ mà cầm ngừ nói chuyện này rần rần vậy vui à. Nó tới giờ phải chừng 5-3 bữa nó tới nó thăm còn mạnh vợ bà cháu còn nói chuyện được vậy tốt. Trong khuôn viên ngôi nhà nhỏ, các bạn chia nhau mỗi người mỗi việc, dọn cây cỏ xung quanh nhà, trang hoàng lại nhà cửa, bàn thờ và chuẩn bị bữa cơm. Năm nay thì em tham gia hoạt động này để giúp cho những cụ già khó khăn quét dọn nhà cửa, nấu ăn cho họ. Dù không nhiều nhưng mà em vẫn đóng góp một phần nhỏ cho cái công cuộc này. Mình tham gia những hoạt động này như luôn luôn ở trong lòng của mình luôn nhớ về câu nói là uống nước nhớ nguồn.
Mỗi dịp được cùng nhau ngồi quay quần bên hiên ngôi nhà nhỏ, các bạn trẻ được ôn lại những câu chuyện về tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân tỉnh nhà, trong đó có quê hương đất đỏ anh hùng, về tình cảm của người dân một lòng theo đảng, ủng hộ cách mạng, góp phần rất lớn cho công cuộc giải phóng quê hương. Qua đó, các bạn ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ quê hương, cũng như biết ơn, tri ân đến những người đi trước và thân nhân, gia đình của họ. Không. Chú thích gì? Ăn thôi. Hòa chung không khí của cả dân tộc hướng về kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Long Điền đất đỏ, tượng đài chiến thắng Bình Giả, tuổi trẻ các địa phương tổ chức lễ thắp nến tri ân. Kính thưa quý đại biểu, các bạn đoàn viên thân mến, đất nước trải qua 48 năm thống nhất. Các bạn đoàn viên thanh niên cũng cảm thấy rất là xúc động, được nghe về những cái chiến công hào hùng của các cha ông đi trước. Và từ đó thì cũng thôi thúc trong lòng các bạn trẻ hiện nay một cái tình yêu quê hương. Và những cái bên đó thì là những cái động lực để các bạn cùng nhau học tập, cố gắng học tập, làm việc, rèn luyện để mang sức trẻ của mình để cống hiến và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, để xứng đáng với công lao hy sinh của các cha anh đã đi trước, đã không tiếc máu xương để hôm nay thế hệ trẻ cũng như người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Hoạt động là một trong những điểm nhấn tiếp nối dòng chảy tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng tri ân, đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng chính là tình cảm của thế hệ hôm nay, tưởng nhớ và biết ơn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng, tôn vinh những tấm gương bất khuất đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Qua đó gửi lời nhắn nhủ các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, cống hiến cho Tổ quốc, xứng đáng với các thế hệ cha anh, tiếp nối, gìn giữ và vun đắp truyền thống đạo lý, đền ơn đáp nghĩa để trao truyền cho muôn đời sau. Thưa quý vị, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là trách nhiệm lớn lao. Thế hệ trẻ hôm nay sống, học tập và làm việc cống hiến phải xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ và biết bao đồng bào, đồng chí. Hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình để tiếp tục kế thừa, xác định vai trò, trách nhiệm của mình. Tới đây thì thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.